Xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh dân tộc Tây Bắc của mình. Hôm nay thì mình lại sang chú em của mình các bạn ạ. Chú ấy thì hôm nay thì mới hôm trước ấy, thì chú Vinh này, chú Công này đi đi làm một cái công trình khá là lớn nhỉ. Ở đây đi làm 6.000 đất các bạn ạ, để làm giàn ấy, giàn su su để trồng bí hoặc su su các thứ đấy. 6.000 đất là hôm nay là cũng dịp cuối năm nữa. Thì chú vào làm một bữa cơm thì mấy anh em ngồi với nhau. Tiện thể xuống đây thì mình sẽ quay một cái video để chia sẻ với mọi người nhé. Hôm nay có món gì đây chú Công ơi? Món khỏi vịt. Vịt à? Vịt cuối năm à? Đây hôm nay lại có món pịa thỏ các bạn nhá. Nhưng mà con này nghe vẻ có ít pịa quá nhỉ, toàn màu trắng bốp thôi, chắc là chả đắng gì đâu. À cái kia cũng pịa của nó mà chú mà Công. Không, cái ruột ruột không. Cái nhỏ nhỏ ấy. Đây thỏ đã được chú Công chú xử lý xong rồi các bạn. Măng chua xào lòng vịt à? Ngon đấy nhỉ. Chú Công chú đang tẩm gia vị nhé các bạn nhé. Giờ là cho một ít mì chính. Muối à? Muối. Nhìn muối nữa. Ớt. Có mắc khén chưa đây? Có trong bột kìa. À. Kia ớt không đúng không? Hay cho hạt tiêu vào chị. Hay mắc khén. Mắc khén của mình ngon hơn. Mắc khén. À, hôm nay là sẽ cho thêm một ít hạt tiêu của miền Nam các bạn nhá. Trộn đấy với gia vị của miền Bắc luôn. Hả? Đây đâu? Ừ, ở mình trên mình làm gì có tiêu. Trên mình chỉ có tiêu rừng thôi, có mắc khén thôi. Hôm nay mình sẽ nướng bằng cái vỉ sắt này các bạn nhá. Tí mới cho vào bếp các bạn ơi. Thỏ ra cho vào nướng các bạn nhé. Sắp chín rồi chú Công nhỉ? Sắp rồi. Một tay vào cái này. Đống sát chú ấy mang về làm giàn su su ở trên mảnh nương lúc nãy mình nói các bạn. Đánh ba loại tiết canh à hôm nay? Ba loại. Đây, hôm nay có ba loại tiết canh các bạn này, tiết canh thỏ này, vịt này, lợn này. Có ba món. Ba món à. Gia vị thì để đánh tiết canh thì cũng như thường ngày đấy các bạn ơi. Gồm rau húng này, lá tỏi này, rau thơm này. Ớt thôi, mắc khén thì không có. Xong khó thấy rau húng vịt nữa. Chấm một ba mai nữa. Thịt luộc các bạn ạ. Bảo có nát cái tim này. Còn đỏ thật đấy anh Công ơi, chú Công ơi. Cái này phải luộc lại rồi. Còn đỏ. Mai chấm ba mai. Đó xin bảo, xin phun nó đó. Đấy, không màu này. Ba mai mà nó non nhỉ, nó xong rồi đấy. Ai khủng phải lại cái ai
Thịt thỏ nó chín này bạn ơi. Tươi tươi này nhé. Nhớ này. Nhớ thì xoay coi chút cho nó bắt. Đấy, món hình động. Hả? Thịt thỏ là thịt trắng mà. Bớt rồi, bớt rồi, bớt rồi, bớt rồi, bớt rồi. Đây chú công chú đang băm một ít thịt thỏ để đánh tiết canh thỏ. Ơi nhiều bát à, sao nhiều bổi thế à chú công? Nhiều nó mới ngon. Nhiều mới ngon á. Đây bát này để đánh tiết canh thỏ đấy các bạn. Vừa đánh được mà. Tiết canh vịt để à, mình với phang nhân cân nhân mới ngân nhân tiết canh vịt đi 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 à, đây à, đây đánh tiết canh vịt này tôm hả muốn cái chip toán nó tổn thế đấy mất đủ hơn đấy. Cho lạc vào luôn nhỉ, hôm nay là đánh hổ lốn luôn ấy. Phải nhớ nhá, cái nào là bát tiết canh thỏ nhá, bát tiết canh thỏ là to hơn đúng không? To nhất thì bát tiết canh thỏ ấy, thỏ to nhất. Ba đĩa thịt to. Con này chắc phải 3 cân. Đây tiết canh thỏ đây à? Ơ được vịt chứ nhỉ? Ừ. Đây hám bằng chanh đúng không? Ừ. Không phải hám bằng muối đúng không? Thế cái này phải cho muối thêm chứ không à? Cho rồi, em cho rồi. Cho rồi á? Ừ. Chỗ anh toàn hám muối thôi. Bát này tiết canh thỏ này. Mày quá đấy. Cái canh thỏ này nhớ ít quá ra ấy. Máy. Không biết kẻ. Ừ. Mấy kẻ nó còn đấy. Còn máy luôn đi. Có ảo đặt thỏ mà. Nấu với giá đu đủ à? Tiết canh lợn ở bát bên kia này. Mở củ ăn phải lắm. Mở củ mới nộ. Em thả cái củ rồi. Cái này nó lóng đi. Bữa cơm hôm nay là 3 năm. Bữa cơm hôm nay là 3 thảo hôm nay. Các bạn thêm này. Phải đi, chị lo không phải đi. Chờ, nó chuyển khá múa vào nhé. Nó nằm kem cả đơn. Anh sao mới sao em á? Phấn khởi tốt. Như năm nay là nói về gia đình ông là quá thành công. Hôm nay như thế, có người dân cũng con trai cũng làm nói chung là không rực rỡ là năm. Rồi cuối năm thì chúc sức khỏe nhá. Chúc gia đình chú là sang năm làm ăn gấp đôi năm nay nhá. Bằng năm nay ổn rồi à? Không phải gấp đôi chứ. Chúc khỏe nhá. Sang năm thì được lại đi thu ấy nữa thì mỗi ngày khoảng 1 triệu thì được. Đây nè. Hàn đấy. Hàn đấy. Hàn đấy. Hàn đấy. Đâu chào chị em phụ nữ ra nhá. Hàn á. Hàn á. Ừ. Hàn á. Mi đu ón là đi được qua. Nó hỏi nó mệt đấy, hỏi nó em đó, mất nhiều các bạn nhé, mời mọi người nhá, nó lại thành công rực rỡ rồi. Đấy, và hôm qua mà không được làm trưởng bản thì cũng rỡ lòng là. Rồi chén thứ hai đi nhở. Bây giờ chỉ bằng hai con thôi nhờ. Hai con mà tao bằng đàn ngày đấy nhờ. Hai con thì đủ mặc xe rồi. Đang 6 triệu bình thường bây giờ. Vừa đấy là mà đàn đó. Hôm nay bán một con. Một con nữa đi. Con nữa là cái xe máy. Một con là được 10 triệu đấy. Món măng chua này các bạn. Xong xào với lòng lợn các bạn nhé. Rồi canh rau. Thịt vịt luộc. Xong là thỏ nướng cùng với
thịt lợn đấy. Cái này mới rồi. Ở tiết canh này ở ba loại tiết canh ở chỗ mơ mình hết đấy. Đây là tiết canh lợn nhá, đây là tiết canh thỏ này, còn bát bên kia là tiết canh vịt đấy. Nhưng mà con thỏ này hơi già rồi anh Hùng ơi. Hôm đấy là ông Quy Nam. Thôi dừng đây. Cái này là lẻ được hai lứa rồi. Hôm em bắt được con ở trong già anh ơi. Ừ, già rồi thì thỏ này. Già rồi. Ngon không anh? Ngon không? Thiếu tỏi, hôm nay thiếu tỏi, không cho tỏi này. Chỉ cho tiêu với mắc khén thôi. Kết hợp cả hai miền luôn. Cả miền Nam miền Bắc vào nhau luôn tiêu ấy. Đúng rồi, kết hợp luôn đấy. Dùng đi. Dùng được anh, dùng được con đấy. Thịt thỏ em cái gì được mà. Mời các bạn nhé, thịt thỏ nướng. Không cứ dần dần. Thỏ nướng miền con. Tất nhiên người không quen, không biết bán đồ điện. Có mùi thơm nó kiểu lạ lạ một chút nhỉ, có tiêu vào ấy. Tiết canh thỏ. Ừ, tiết canh thỏ. Qua trong đo nước vậy, cháu bảo đi. Con heo. Hoặc là mình thì nghe cho bạn biết nào. Cái này lúc gì đây? Đông chuột không anh Công? Chứ không? Thỏ ăn hai cái chết. Bà này, có thỏ này ra. Con da này. Rẻ hai đứa rồi. Mắt ai ăn tiêu. Cả các bạn thò. Mắt ai? Hả? À, giống như xin anh vừa sáng sớm chưa mở mắt ra. Thảo hay không? Thế là đến. Giống em á. Ừ, giống quá rồi là bỏ. Thảo anh phải hơn 600. Hơn 600 đấy có 400 thôi mà. Chắc xuống. Hôm qua thì gọi cho em đổ nước cho mình.